Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Cương Cầu, hay còn gọi là kỹ sư hẻm. Hôm nay mình sẽ giải đáp một cái thắc mắc mà rất là nhiều người hỏi mình. Đó chính là cao bao nhiêu thì có thể chạy được các dòng xe mô tô phân khối lớn. Bên tay phải mình đây là chiếc Ducati Panigale của Ý, được mệnh danh là sát thủ diệt chiều cao. Còn bên tay trái đây là một chiếc Suzuki của Nhật Bản. Suzuki của Nhật Bản thì đa phần chúng ta có thể, với người Việt Nam bốc dáng chúng ta hay chạy được. Nhưng để biết chính xác được cụ thể chiều cao và cân nặng bao nhiêu có thể chạy được thì tôi sẽ test cho các bạn xem. Kế bên mình là một bạn nam cao 1m65, nặng 50kg. Hãy xem bạn ấy lên thử chiếc Suzuki của Nhật Bản như thế nào. Suzuki với chiều cao yên khoảng 82cm thì vóc dáng một người nặng 1m65 có thể dễ dàng chống chân cả hai bên, tuy là không chống cả bàn nhưng mà có thể nhón chân như vậy là có thể đủ để chạy xe rồi, rất là thoải mái, không có vấn đề gì ảnh hưởng cả. Rồi, ok, tiếp đến chúng ta sẽ thử với chiếc Ducati Panigale với chiều cao yên 83cm để thử xem anh ấy sẽ có khó khăn gì không nhé. Vâng, anh ấy vẫn có thể chống chân được một cách bình thường, hai chân anh ấy vẫn có thể chống, thậm chí anh ấy có thể là mang dép lào bình thường vẫn có thể chống chân được, không nhất thiết phải có giày tăng chiều cao hay gì. Bởi vì ai cao 1m65 nặng khoảng 50kg thì ok rồi nhé. Kế bên tôi là anh Hiếu, cao 1m65 và cũng là một người sở hữu con Ducati của Ý. Cân nặng con ấy là 60kg, vậy thử xem coi anh ấy có chật vật với những chiếc xe như thế này không nhé. Rồi, mời anh. Anh Hiếu cũng là một người đã từng sở hữu một chiếc Suzuki của Nhật Bản. Và như các bạn thấy đấy, anh ấy mang giày thể thao đế mỏng, vẫn có thể nhón chân, đứng bình thường mà không có một cái sự gì khó khăn cả. Đấy, cảm ơn anh Hiếu. Bây giờ tới lượt chiếc xe Ducati, một chiếc xe sát thủ diệt chiều cao mà nhiều người luôn sợ rằng phải cao 1m70 hay gì mới có thể ngồi được. Thì đây, các bạn có thể xem, với chiều cao 1m65kg, anh ấy vẫn có thể chống được hai chân, vẫn có thể chạy được ổn thỏa. Đây, các bạn có thể xem. Đó. Ok, cảm ơn Hiếu nhiều. Kế bên tôi là anh Hoang, 1m63, nặng 68kg. Có vẻ như anh ấy đã thấp hơn người 1m65 khá nhiều, nhưng mà thử xem coi anh có khó khăn gì với cái trọng lượng lớn và cái chiều cao khiêm tốn không nhé. Mà anh lên thử chiếc Suzuki của Nhật Bản. Ok, như vậy chiều cao giữa 1m63 và 1m65 thì có vẻ nó sẽ không khác biệt gì nhiều, chúng ta vẫn có thể chống chân được mà không có sự ảnh hưởng gì với những chiếc xe của Nhật Bản. Bây giờ bắt đầu tới những chiếc xe của Ý với chiều cao yên khá cao, thì hãy để xem thử coi anh có thể nào mà chống chân hay không. Lần này thì có vẻ nó hơi khó khăn, các bạn chú ý ảnh chỉ cần nhó được những cái ngón chân thôi, nhưng mà nếu mà các bạn có thể chạy quen một tí xíu thì anh vẫn có thể chạy được những chiếc xe dọc cao như thế này. Đây, cảm ơn các bạn. Chào các bạn, kế bên tôi là anh Nhơ. Anh có chiều cao khiêm tốn 1m61 và nặng 90kg. Chúng ta có thể xem thử xem anh có thể thích hợp được với sinh nhật mà sẽ ý không nhé. Nhiều người có trọng lượng như thế này sẽ không thể nào mà biết được mình có thể hợp hay không. Đây, mời anh lên thử chiếc xe Suzuki của Nhật Bản. Đây là chiếc Suzuki 750. Đấy, có một sự khó khăn nhỏ khi anh lên xe, nhưng mà có vẻ như là khi anh nó lên được rồi và chống hai chân được rồi á, thì có vẻ mọi thứ đều sẽ ổn với anh. Anh vẫn có thể chạy được xe này bình thường. Như vậy chúng ta có thể kết luận 1m61, 90kg có thể chạy được xe của Nhật Bản. Rồi, cảm ơn anh. Mời anh qua thử chiếc xe Ducati của ấy. Rồi. Có thể với chiều cao rất là khiêm tốn như thế này thì ảnh không thể nào mà dựng được một chiếc xe của Ý được cả, tại vì chiều cao yên của xe Ý rất là cao. Vì thế nếu như muốn chọn một chiếc xe thì với chiều cao khiêm tốn thì bạn có thể sử dụng xe Nhật là hợp lý nhất. Cảm ơn các bạn, chào mọi người.